이모, 안녕하세요. 쥬, 쥬, 꼬, 아. 안녕. 쥬, 쥬. 장사는 잘 되세요? Gần đây, việc buôn bán của cô thế nào ạ? 장사는 여전히 잘 되고 있어. Việc buôn bán của cô vẫn thuận lợi. 손님이 예전보다 더 많이 오더라. Khách hàng đến đông hơn ngày trước. 잘 됐네요. Tốt quá. 너는 공부는 잘 되니? Còn cháu, việc học của cháu có tốt không? 네, 지난달에 졸업했어요. Có ạ. Cháu vừa tốt nghiệp tháng trước ạ. 잘했네. 축하해. Giỏi quá. Chúc mừng cháu. 감사합니다. Cháu cảm ơn cô ạ. Cháu chào cô ạ. Chào cháu. Gần đây, việc buôn bán của cô thế nào ạ? Việc buôn bán của cô vẫn thuận lợi. Khách hàng đến đông hơn ngày trước. Tốt quá. Còn cháu, việc học của cháu có tốt không? Có ạ. Cháu vừa tốt nghiệp tháng trước ạ. Giỏi quá. Chúc mừng cháu. Cháu cảm ơn cô ạ. 보통 한가할 때뭐 해? Cậu thường làm gì khi rảnh rỗi? 나는 음악을 들어. Tớ nghe nhạc. 왜? Tại sao? 음악은 슬픔을 해소해 주거든. âm nhạc giúp tớ giải tỏa nỗi buồn. 너는 보통 한가할 때뭐 해? Còn cậu, cậu thường làm gì khi rảnh rỗi? 나는 코미디 영화를 봐. Tớ xem phim hài. 코미디 영화? 왜? Phim hài. Tại sao? 코미디 영화는 기쁨을 가져다 줘.
phim hài mang đến cho tớ niềm vui. Narang comedy 영화 볼래? Cậu có muốn xem phim hài với tớ không? 응, 좋아. Ừ, được. Cậu thường làm gì khi rảnh rỗi? Tớ nghe nhạc. Tại sao? Âm nhạc giúp tớ giải tỏa nỗi buồn. Còn cậu? Cậu thường làm gì khi rảnh rỗi? Tớ xem phim hài. Phim hài? Tại sao? Phim hài mang đến cho tớ niềm vui. Cậu có muốn xem phim hài với tớ không? Ừ, được.